Dạ. Tí ra bao nhiêu lâu? Cái gì đấy? Không gì vậy? Hả? Thì anh ngồi ở phòng thôi. Bạn gái đúng không? Hả? Bạn gái đúng không? Ôi bạn gái không? Phải. Hoàng Dũng chào cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì mọi người ơi, thì hiện tại bây giờ ấy là mình đang chuẩn bị đi chơi ấy. Đáng mừng mình đi chơi mình nhá. Để bù đắp lại cái ngày hôm qua ấy, mà Linh không đi ăn liên hoan được mọi người ạ. Đây khổ thế chứ lại không phải sung sướng yêu anh em ạ. Tôi thề các bạn có yêu sướng sướng thật. Nhưng mà đôi khi khổ lắm anh em. Thề luôn mình thề luôn ấy. Đấy. Thì nói qua anh em nghe như này. Là hôm qua ấy, mình chôn Linh là mình ghé bậy lên mặt Linh ấy mọi người. Đấy xong là không gọi nó dậy. Thế là nó không đi liên hoan được. Thế là hôm nay nó bắt mình là phải đưa đi chơi. Ok luôn, mình đưa Linh đi chơi mọi người nha. Mình sẽ đưa Linh đi chơi. Nhưng ý, trước khi đi chơi mình lại phải chôn Linh một phát mọi người nha. Đấy. Thì nói qua cho anh em biết như này. Anh em có bao giờ bị cảm giác bị leo cây không? À. Anh em có hiểu cái cảm giác bị leo cây như nào? Đéo. Đéo và đéo. Ok xong. Tức thề các bạn ơi, leo cây nó cay kinh khủng luôn. Nó cay lắm đấy mọi người. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ cho Linh leo cây em nhá. Đấy thì tí nữa chuẩn bị đi chơi thì mình sẽ bảo là mình có công việc đột xuất nên là hẹn Linh hôm khác đi chơi. Đấy. Để xem cảm giác phản ứng của Linh như nào ấy, anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ phải đi đặt cái máy quay để chuẩn bị đưa em Linh vào thế anh em nhá. Ok anh em nhá. Thì vừa nãy mình có ngó ra cửa ấy, thì mình thấy Linh như là đang lấy một cái váy màu đen. Đấy, rất chi là sexy anh em ạ. Chắc chuẩn bị lên đồ để chuẩn bị đi chơi với mình ấy. Đấy. Nhưng mà nói thật là bây giờ tự nhiên lên đồ xong á, xong là trang điểm các kiểu xong xuống đây mình bảo là em ơi, hôm nay anh lại có công việc đột xuất nên là hẹn em khi khác có được không? Tức là bắt luôn cảm giác đấy, cái cảm giác nó phải gọi là như nào nhỉ? Đi mẹ nó cay tươi nhờ. Thề luôn ấy. Nhưng mà mình nói với các bạn là như này nha. Đây chỉ là màn chôn nha. Mình vẫn đưa Linh đi chơi. Trước khi đi chơi mình phải chôn Linh một phát. Đấy. Ok anh em. Chứ không phải là mình không đưa Linh đi chơi nhá anh em nhá. Không anh, mấy anh em cứ hiểu lầm là mình không đưa Linh đi chơi là cứ chửi mình, tội cho mình anh em nhá. Khổ thế chứ. Nhanh nhé. Cơm nhỏ chưa? Mới. Ăn xong rồi. Hả? Ăn xong rồi đi. Xong hết rồi. Được không? Được. Được không? Được. Hả? Được. Đẹp chưa? Được. Đi nhỉ. Hả? Xem phim nhỉ. Nhưng mà mấy anh khoảng này khả năng hôm nay lại hoãn mất rồi. Tại vì là anh đang chuẩn bị đi chơi với em nhá, thì lại có công việc đột xuất ấy, nên là khả năng lại phải để hôm sau thôi. Hôm nay thật sự là công việc đấy nó hơi bận nên là không đi được. Thật thông cảm với anh nhá. Không phải là anh không muốn đưa đi chơi mà là hẹn trước rồi. Hả? Hẹn trước rồi mà. Hẹn trước nhưng mà anh biết là hôm nay anh hẹn đi chơi với em đúng không? Nhưng mà tự nhiên công việc nó đột xuất quá nên là anh không làm nào được. Đành phải hẹn em khác thôi. Chứ không cái công việc kia nếu mà hôm nay mà không làm được thì coi như là mãi mãi không mà làm được nữa. What? What the fuck? Thề luôn. Công việc gì mà ghê trời. Hả? Công việc gì mà ghê thế? Thế có gọi là công việc đột xuất chứ nếu mà không phải đột xuất thì nó lại bình thường. Nhá. Thôi thông cảm cho anh, thề luôn mai anh đưa đi chơi, thích đi đâu đưa đi đấy luôn. Nhá. Thôi thật mà. Nhá. Hay như này nhá. Em ở đây nằm ở đây chơi khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ. Sau anh quay lại anh đón em nhá. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hay bây giờ anh đưa anh đi tiền cho anh đi mua đồ ăn nhé, xong rồi làm để đây anh lý xong rồi anh về nhé.
tí ra ngoài hello. Cái gì đấy? Không, không cái gì đấy. Hả? Đấy, anh đưa tiền cho. Không, nhưng mà cái gì mà tôi gọi anh đấy? Không có gì, anh được đây bây giờ. Đưa đây em xem nào. Anh bảo không có gì mà. Đưa đây. Không có gì mà đưa đây. Cái gì đấy? Không có gì. Anh đi công việc cái này á? Đưa đây xem nào. Không có gì không? Nhanh lên. Cái gì đấy? Mua cái này để làm gì? Hả? À, anh mua này để làm gì? Cái này. Anh mua này làm gì? Hả? À, anh đi có việc như này. Không phải, anh đi có việc thật mà. Việc gì? Việc gì? Đưa nhắc em cuối quần. Việc gì? Toàn rồi. Toàn thật rồi vui em mà. Hả? Cái này không phải của anh mà. Thế của anh của ai? Cái này của thằng bạn anh. Thằng bạn anh đưa cho anh làm gì? Hả? Thằng bạn anh, thằng bạn anh cầm làm gì? Hả? Thì hôm qua đi chơi nó nhét vào túi anh biết đâu. Nó nhét vào túi anh, đừng nói anh không biết nhá. Anh nói thật mà. Chả thật tiếp gì đây ấy. Cái này chắc là của anh cái gì? Em yêu anh em phải tin anh chứ. Tin cái gì? Thằng này nó túi quần. Hôm nay công việc của anh nó không liên quan gì đến cái này em hiểu không? Tự nhiên ở trong này. Hôm nay anh đi gặp đối tác á. Đối tác gì? Đối tác này á? Đối tác làm ăn chứ không phải. Anh đã bảo rồi cái này nó không liên quan gì đến cái này. Em không biết. Ai tin? Ai tin được là bạn anh nhất ở đây hay là của anh? Quá chuẩn luôn. Cái này anh đến đâu? Hả? Cái này đây thì hiệu thuốc ở đâu? Mua hiệu thuốc làm gì? Nhưng mà em phải bình tĩnh, anh nói em cứ sồn lên làm gì nhở? Anh nói đi em. Thì cái này anh mua hiệu thuốc để tối nay đưa bạn đi chơi. Bạn nào? Hả? Bạn nào? Thì anh mua ở phòng thôi. Bạn gái đúng không? Hả? Bạn gái đúng không? Ôi bạn gái không? Phải. Địt mẹ mày được vãi lồn em ơi. Bị chết. Đứng đây. Anh đã bảo bình tĩnh nghe nói mà. Không. Sao sồn 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 nhỉ? Không. Thế bây giờ anh hỏi em nhá. Hỏng vãi. Ừ, thế bây giờ anh hỏi em nhá. Gọi ra. Thế em có phải bạn gái anh không? Anh vừa bảo là bạn học nhá. Anh bảo là anh bảo đưa bạn đi chơi nhá. Nhưng mà hôm nay đưa đi chơi mà. Điên à? Anh quay thêm đi thôi. Anh nào trêu nhá, anh bị điên à? Thì yêu anh đưa đi chơi đây. Nhưng mà không được bài, nhưng mà đi để bè chuẩn bị đi. Không. Không, anh van xin quỳ lại đấy. Anh chuẩn bị quần áo là hết rồi em. Thế thì là tự nhiên không đi nữa cháu ơi à? Không. Thì lại cởi quần áo ra. Đi điên à? Ủa? Không. Đấy, ủa? Ui, nước mắt nước mũi chảy. Ok em nha, đấy. Mình biết ngay là cái video này kiểu gì. Bị 2-3 phát tác y rằng luôn, cũng sai đến nào. Mình gọi là dự đoán trước tương lai anh ạ. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Thì ok anh ạ. Trước khi đi chơi thì chôn em Linh tí cho vui em nhé. Còn bây giờ thì khả năng mình phải đưa em Linh đi chơi để xin lỗi, không bây giờ lại dối nơi anh ạ. Còn bây giờ nha, anh em nếu mà anh em nào xem mà chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.